Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Khao khát tái hiện lại thời kỳ hoàng kim, ban lãnh đạo Macedonia quyết định chi đậm để mang về Camp Nou những bản hợp đồng chất lượng trong mùa hè này. Mới đây, theo báo cáo từ đài phát thanh Cadenaser, đại diện đến từ La Liga đang trong quá trình đàm phán với ngôi sao hiện đang thi đấu cho Manchester United, Juan Mata. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Tiền vệ 30 tuổi từng được phía Marca liên hệ trong thời gian Pep Guardiola còn trị vì tại Camp Nou và bây giờ, Ernesto Valverde cũng bày tỏ ý định muốn anh gia nhập Blaugrana. Bản thân Mata rất muốn hồi hương sau khoảng thời gian dài chinh chiến tại Premier League. Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Theo Cadenaser, giám đốc điều hành Macedonia và cha Mata đã có những thảo luận về thương vụ này vài giờ trước cuộc đụng độ giữa Marca và Man U tại tứ kết Champions League. Nếu quá trình thương thảo suôn sẻ, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ có thêm một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm để chia lửa với các ngôi sao khác như Arturo Vidal, Arthur Melo hay Sergio Busquets. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Marca nhận trái đắng từ mục tiêu 50 triệu bảng thay thế Jairzinho tìm ra, Maddox của MU sau trận thua Marca, người ông đưa ra ánh sáng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về việc đạt được thỏa thuận giữa tiền vệ người Tây Ban Nha với Blaugrana. Vì vậy, mọi thứ chỉ có thể sáng tỏ hơn khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa.